Bệnh viện Bà Rịa vừa có văn bản số 156 thông báo về việc sẽ tổ chức phẫu thuật tiêm miễn phí cho bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tiêm trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Trong đó giai đoạn đầu sẽ ưu tiên cho bệnh nhân tiêm nhi. Việc phẫu thuật sẽ do bệnh viện Bà Rịa phối hợp với bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bệnh viện Bà Rịa đề nghị các bệnh viện, các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh chuyển bệnh nhân nhi đã được chẩn đoán có bệnh lý tim mạch hoặc nghi ngờ mắc bệnh tim cần phẫu thuật đến khám tại Bệnh viện Bà Rịa. Tại đây, bệnh nhân sẽ được Bệnh viện Bà Rịa khám sàng lọc. Những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật sẽ được Bệnh viện Bà Rịa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hoàn toàn miễn phí. Thời gian khám sàng lọc vào thứ ba thứ năm hàng tuần tại phòng khám phẫu thuật tim mạch, lồng ngực, khoa khám bệnh, Bệnh viện Bà Rịa.